sàng chúng ta bắt đầu vào buổi học. Xin cung thỉnh các chư tăng, các cô tu nữ và các Phật tử học viên chúng ta khởi thân để hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài Phật học chuyên đề có cái chủ đề là nhân quả nghiệp báo. Chúng ta đã biết thì luật nhân quả là một cái sự kiện cố nhiên, đó là quy luật của vạn pháp vũ trụ, hay chúng ta có thể xem nó như là một cái định lý bất di bất dịch. Định lý có nghĩa là chắc chắn, không có thể thay đổi. Ví dụ như người ta nói là quy tắc hay định lý toán học, thì 1 cộng với 1 phải là 2 thôi, 2 cộng với 2 là 4. Cho nên có nhiều người nói trong tất cả các luật chúng ta có thể lắc được, nhưng mà riêng cái luật nhân quả thì không thể lách được. Bởi vì nó là một cái định lý cố nhiên, quy tắc rõ ràng, không sai lệch. Thì cái bài học đầu tiên chúng ta có học về các cái nhân. Thì trong đó có thứ nhất là có cái nhân tướng, tương ưng. Thứ hai là có cái nhân sanh. Thứ ba là có cái nhân biến hành. Và thứ tư là có cái nhân trí thượng. Cái nhân trí thượng tức là nói đến cái luật nhân quả, bích tâm ác hệ tú. Mà từ xưa giờ mình không biết, mình cứ xài cái luật nhân quả. Nhân tương ưng tức là sáu nhân, đúng không? Rồi, thứ hai nữa là nhân sanh. Mình học A Di Đà mới biết cái nhân này. Ví dụ như tâm nhãn thức sanh ra phải có những cái điều kiện, phải có cái nhân, có bốn cái nhân sanh. Thứ nhất là phải có con mắt tức là hành kinh nhãn. Thứ hai phải có cảnh sắc. Thứ ba phải có ánh sáng. Thứ tư phải có sự chú ý. Thì những cái điều kiện đó thì gọi là nhân gì? Nhân sanh, đúng rồi, nhân sanh. Rồi có một cái nhân nữa gọi là nhân biến hành. Tiếng Bali là sappatha nikka hetu. Nhân biến hành đây chúng ta có thể gọi là nhân duyên, tức là vô minh duyên cho hành duyên cho sắc duyên, tức là nó một cái chuỗi lòng vòng cả cái dòng lưng tương hồi. Thì cái nhân này gọi là nhân biến hành. Và cái nhân mà chúng ta học trong cái bài học này đó là nhân gì? Trí thượng, uttama hệ tú, tức là nhân quả, nghiệp báo. Đó là cái bài số 1 chúng ta học. Cái bài số 2 mà vừa rồi chúng ta học ở ngoài sân á, nó không có
được tập trung cho lắm, là bởi vì nó ở ngoài sân mà nóng lực quá, rồi thiếu đi cái điều kiện tấm bảng, rồi chúng tôi trình bày thì cũng không có rõ ràng lắm. Cho nên hôm nay chúng ta ôn lại sơ, về cái bài học thứ hai, tức là cái nhân, cái nghiệp báo nó có hai phần, nhân quả nghiệp báo nó có hai cái điều kiện, tức là nó có hai cái nhiệm vụ, tức là thứ nhất là nó là cái nhân để dẫn đến luân hồi. Nghiệp báo là nhân dẫn đến luân hồi, cái này chúng ta hãy nhớ. Chúng ta luân hồi là do gì? Do nghiệp báo. Mà cái này là nhiều người là lạm dụng nha. Nghiệp báo là nguyên nhân, tức là thứ nhất là cái này phải buộc á, nguyên nhân dẫn đến luân hồi. Cho nên có nhiều người nó vừa hết nghiệp là không đúng, còn luân hồi là hết nghiệp, đúng không? Còn luân hồi là còn nghiệp, không nghiệp này không nghiệp kia, trong đó cái nghiệp mà dẫn đến luân hồi là. Rồi thứ hai là nguyên nhân dẫn đến khổ vui. Theo cái quy luật làm lành có quả lành, làm ác có quả khổ, gieo giống nào thì gặt quả và nấy, nên đó là sẽ là một cái nguyên nhân dẫn đến khổ và vui. Đó là những nguyên nhân thôi nghe, một cái những nguyên nhân. Thì trước khi Đức Phật ra đời thì con người họ cũng đi nghiên cứu về cái nguyên nhân sự khổ của chúng sinh. Rồi đó thì có một số học giả, nhà nghiên cứu, các vị hiền triết, chúng tôi đã nói cái giai đoạn là tiền Đức Phật, tức là trước Đức Phật ra đời nha, hiểu cho rõ để nhiều khi mình không biết cái giai đoạn nào, tức là chúng ta hiện nay chúng ta học mình hay nói thời kỳ, thời kỳ tiền Đức Phật. Tiền là sao? Trước, đúng rồi, trước Đức Phật. Rồi ra đời thì cũng có rất là nhiều người họ đi nghiên cứu, chứ không phải riêng Đức Phật nó nghiên cứu đâu, mà nó các nhà hiền giả tại sao con người phải khổ. Thì có một số học giả hiền triết minh sư họ mới cho rằng là do thần linh đó, cái này quan trọng, do thần linh. Nguyên nhân mà làm cho mình khổ là do thần linh. Mà hiện nay cái đạo Hindu á, Ấn giáo á, thì họ tin cái này dữ, họ tin vậy đó. Tức là họ nói là cái khổ đau mà mình sanh ra trần gian để mình thọ lãnh đó là do thần linh, tức là ở trên á hoặc là xuống đây khổ. Mà cái tư tưởng này nó cũng đã lan sang Việt Nam cái thời kỳ Nguyễn Du. Mấy quý vị có nhớ Nguyễn Du, có điện kiều Nguyễn Du có câu là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được thần thanh cao, tức là bề trên á, kiều á, tức là bề trên bắt mình xuống đây mình phong trần tơ cực là mình phải chịu, đó là do thần người quyết định. Rồi thần linh cho mình được thanh cao thì mình sẽ được thanh cao. Đó, cái tư tưởng này tư tưởng là do thần linh ha. Mà bây giờ thì cũng có nhiều người cứ trách ông trời đó, khổ mà cái quyền kêu trời không á, từ đó đây. Cái nguyên nhân thứ hai, cái nguyên nhân mà mình trước khi Đức Phật ra đời ta cho cái sự khổ của con người thứ hai là gì, là do nhân quả. Cái thiết này có trước do nhân quả. Tức thì Đức Phật ở đời cũng có nhiều người cũng nói là do mình tạo những cái
tức là mình gieo để gặt thôi. Đó là cái phản xạ giống như nãy chúng tôi hay nói là mình đâm đầu vào đường đó. Thì cái độ cao khối u á, nó tỷ lệ thuận độ ngu phải không? Là do mình thôi. Tức là mình, đó là cái phản ứng tự nhiên. Người ta hay nói đâu là có lửa có khói vậy đó. Không mà tôi tự nhiên tôi lại cái chuyện gì mà phải có cái nguyên nhân gì đó, mà cái nguyên nhân đó là cái nhân quả đời này còn đời ngày xưa. Tức là phải có cái nguyên nhân đấy. Và thứ ba, đây là những cái quan niệm nha, xin lỗi quý vị, là quan niệm trước khi Đức Phật ra. Thứ ba thì họ nói là do tâm. Cái tâm như sao là thấy khổ là khổ à. Cái tâm mình á, cái khổ là khổ, mà thấy vui là vui. Vậy cái khổ vui thì nó không có, nó không phải do ông thật, chả phải do nghiệp báo nữa. Nhiều khi có những người trả nghiệp mà thấy vui, đúng không? Đồng ý là có một cái chàng thanh niên đó, ảnh thương cô gái đi, ảnh đeo cô gái đó bất kể ngày đi, sáng tối mưa gió bão bùng, đầu óc anh ta cứ nghĩ về cô gái đó. Thì cái người mẹ hoặc là những người khác nhìn vô anh chàng thanh niên đang trả nghiệp, đúng không? Nhưng mà hỏi anh ta khổ hay vui, anh ta nói vui. Mặc dù là đứng chờ mấy tiếng đồng hồ, rồi trong nóng, rồi thương nhớ, rồi đủ thứ đấy. Cho nên mới có một câu mà đợi chờ là hạnh phúc à. Đợi chờ khổ cũng chết, chờ cái gì khổ cũng chết, nhưng mà không phải hạnh phúc. Là như vậy thì do gì? Do tâm. Cái chỗ này hay lắm nha, học cái này nó nhiều cái cũng hay. Nhưng bước sang cái giai đoạn là Đức Phật xuất hiện ra đời, bản sanh Phật, Đức Phật xuất hiện ra đời, thì ngài mới thuyết pháp cho chúng sinh, cũng đi tìm cái Đức Phật cũng đi tìm cái phương pháp để giải quyết cái khổ đau của người á. Thì Đức Phật ngài mới đi thuyết pháp độ sinh. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngày thiết cái bài pháp đầu tiên là bài kinh chuyển pháp của Lưng ha. Thì trong đó ngài có đề cập đến bốn sự thật, đúng không? Bốn sự thật mà Đức Phật có tìm ra, thì trong đó là gọi là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Thì khổ đế ta biết rồi ha. Bây giờ tập đế là nguyên nhân sanh ra sự khổ, Đức Phật ngài nói đó là tham ái. Đức Phật ngài tuyên bố một cách thẳng là cái khổ của chúng sinh á là chính do tham ái. Mà cái tham ái này á là tâm bất thiện. Mà hôm qua chúng ta học á là nhân quả nghiệp báo đưa đến luân hồi, đó là luân hồi đó. Thì tham ái là một trong những tâm mà dẫn dắt chúng sanh đi lên luân hồi, mà chính vì luân hồi nó mới khổ đau. Đức Phật nói vậy đó, tức là nguyên nhân sinh ra sự khổ đó là tham ái. Không biết ở đây quý vị có thuộc được cái bài Anê Các Cha Thí Sanh Sa Răng không? Tức là cái bài cảm thán, cái lời cảm thán đầu tiên mà được Đức Phật nói ra khi ngài vừa kiến ngộ đạo quả vậy thôi. Thì câu Đức Phật ngài nói cái nghĩa gì của đó là lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này. Cái ngôi nhà ngủ vững nghe, không phải ngôi nhà đâu nghe. Tìm không thấy kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo may bến cũ vẫn xây lối về. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái phải điêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn hạnh hơn. Như vậy thì cái người thợ xây ngôi nhà ngũ quẩn này là do ai đây, anh nào đây? Đó, nguyên nhân
thì mình có thể nói cho nó hơi thực tế chút á, kiện thuật chút á, là không biết cái ông thợ này gặp mình hồi nào trong quá trình quy phục, mà mình lỡ mình ký một cái hợp đồng, xin lỗi nghe, ký một cái hợp đồng lỡ ký rồi để cho cái ông này ông xây nhà cho mình, mà thiệt ông này cũng nhiệt tình lắm, cái nhà này sụp xuống cái ông xây nhà thao biệt chết đi rồi hết được đâu đó. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu hành tinh xanh ươm màu kỷ lục tiếp tục, cứ rượu xuống cái nhà đốt xuống cái nhà mới hiện ra, nó cứ như vậy. Biết phần người dùng cái từ là gì, bèo may bến cũ vẫn xây mới về, cứ vậy ra đi rồi trở về, đi trở về. Mình cũng có những lúc mình xa cái kiếm người này rồi cũng trở về, cụ thể chùa mình đây là có những người cũng bỏ đi thời gian cũng quay về chúng cũ quay về. Nhưng mà đây là ngài nói cái gì, nghe tôi kỹ nha, tứ diệu đế hay là tứ thánh, thánh đế, thì ngài muốn chúng ta phải thấy được bằng trí tuệ là cái nguyên nhân sanh ra sự khổ là tham, tham ái, chứ không phải nghe, chứ không phải người ta chửi là tham ái nè, chửi rồi chê ha, rồi thị phi, thiếu ăn, hiểu gì đó, thiếu mạc, vân vân, những thứ mà thiếu tiền, thiếu ứa đó, thì khổ. Có nhiều người nói là không có tiền khổ, mà bị ta chê khổ quá, bị ta thị phi khổ quá. Ha. Thì cái nhìn này á, cái nhìn này là mình tạm gọi là cái khổ gì? Khổ ngọn, chúng ta cần phải khổ ngọn đi ha. Cái khổ này mới là khổ gốc, ha. Khổ gốc. Cái này nó là khổ gốc nè, cái khổ chính á, là khổ này. Còn khổ này là khổ, khổ ngọn. Thì Đức Phật ngài mới chỉ chúng ta tập thấy cái khổ, khổ ngọn. Đầu tiên mình nhìn thấy cái khổ ngọn trước, nha. Tức là do nhân, nhân quả để chi vậy? Nó có tiến trình rồi mà nghe. Để chúng ta mới làm lành nha, hiểu không? Chứ bây giờ là mình cái bước đầu tiên mà làm chưa xong mà đòi lên đây này, mà đòi gì cái này cực kỳ không được nha. Lầu một chưa lên mà lên lầu hai là không cách nào lên được hết. Muốn đi lên lầu một cái đi ba, muốn lên lầu hai cũng là lầu một. Cho nên chúng tôi hay nói câu nó vui chút nha, nói câu nó vui chút nha, là cái gì viết câu này hay, cư trần bất nhiễm, chép và chép lại tôi nhớ là hành thánh, mình phải học thuộc luôn. Bất nhiễm cũng nhẫn gì vậy, học chữ trước không quên chữ sau, lãnh tục đừng mê mới kiếm thiệt, lãnh tục đừng mê mới kiếm thiệt, lẫn 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 vô tục, lẫn vô lẫn như cái là ở trong tục, lẫn tục cái chữ lẫn lẫn vào đó chắc là lớp này nó đủ thứ hết rồi, 80 có, 20 có, mốt mình chia nhóm đi, nhóm nhà lá, nhóm nhà 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 lão lão bên đây, nhóm trẻ trẻ bên đây. Bây giờ mình đọc hai câu này mình suy nghĩ ha. Đầu tiên câu nhất là tư trần bất nhiễm là thành thánh, thì bậc thánh ở trong trần gian này ngài không có tâm của ngài nó không có ô nhiễm nữa, hiểu chưa? Giống như cái lá sen vậy đó, nước chế xuống nó không bao giờ nó ướt. Thì cái tâm của bậc thánh á, ngài không, ngài là phi thiện phi bất thiện, ngài chỉ là di tác thôi. Còn mình là một là bất thiện, hai là thiện, hiểu không? Tâm mình là một là tốt hay xấu, còn tâm của bậc thánh thì nó vượt ra hai cái khái niệm này, nó không còn là thiện hay bất thiện nữa, mà nó chỉ là di tác. Nó vẫn nêu luôn rồi, mất rồi, nằm lên đó. Còn thánh xà tâm di đáp nha. Câu thứ hai là lãnh tục đừng mê
Mây đây là mây gì? Ngũ trần. Tục của ngũ trần, đúng không? Không mang ngũ trần á thì mới chứng được thiền. Bây giờ mình xét hai cái này, nó không có mình trong đó. Mình á thì nhiễm tâm linh, từ sáng đến tối lúc nào cũng nhiễm, thấy không? Rồi mê, tha thích lắm, thích danh lợi, thích tiền tài, thích ngũ trần, nói tôi mình ngũ trần. Mà cái gì cái học đạo nó hay cái ở ngoài kêu là tiền tài danh lợi vật chất đủ thứ đó, ha, thích đủ thứ á. Trong đạo mình chỉ câu thôi, ngũ trần không có gì ngoài ngũ trần. Tiền bạc danh vọng bao nhiêu mọi thứ đam mê sung sướng trên cuộc đời mình ham thích, nó không ngoài năm thứ là ngũ dục hay ngũ trần. Sắc thân hương vị xúc, cái gì ngồi xét ra đi, Phật kinh nó không xài, nó không nằm ngoài cái này. Thèm khát đủ thứ, ăn uống mặc rồi khen chê rồi già dòng hột sòn cân ký sổ đỏ cân ký gì đó, ví dụ vậy ha, nhà lầu xe hơi vân vân, thì nó không nằm ngoài, không nằm ngoài gì ngũ trần. Mà hãy mà còn mê cái đó thì kiếm thiệt không đó. Cho nên mình là hai cái chỗ này là không có mình, khẳng định nghe 100% là không có mình á. Đừng có tưởng mình nằm ở đây chứ, thì mình nó nằm ở dưới này. Ở dưới này thì sao? Phàm phu à. Phàm phu thì phải sao? Nhiễm và mê, đúng không? Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta tu á, nghe thật kỹ nha, tu á là chỉ biết mình nhiễm và biết mình mê, chứ còn không nhiễm không mê nào có. Đó, quan trọng hơn nhau cái chỗ là mình biết ha. Tức là mình với nhau là mình với nhau là cùng chung mà chung cái tầng này nè, chung cái tầng này chung cái tầng này thì hơn nhau là mình biết mình nhiễm và biết mình mê. Đó, hơn nhau cái đó thôi, mình đang hơn nhau cái đó. Để chi mình biết mình nhiễm biết mê thì mình sẽ cố gắng làm lành. Đó, làm lành thì làm lành đó, thì cuối cùng nó cũng là hữu đậu, hiểu không? Nó cũng luân hồi, nó cũng đau khổ di tế. Tức là xét cho cùng thì giàu nghèo đẹp xấu trẻ già gì là điều khổ hết. Nhưng mà trước hay thì sao bạn con đó, trước hay sao, sớm hay muộn, nhưng sự chết rồi đó. Thế là chắc cái mừng quá, không phải mình mà con hứa ông kia ông hết phước rồi, ông tới nghiệp tới rồi ông có chết, còn mình sống khoái quá, vui quá, nhưng mà rồi cũng chết, đúng không? Đưa người hôm trước thì hôm sau đưa mình nha. Mình phải nhớ là thân ai cũng án tử hình, khác nhau chút định thời gian ngắn dài thôi. Hôm nay thì người này đi thì vài hôm nữa cũng tới mình đi. Đó, quan trọng cái là chữ biết. Vậy thì mình xác định vị trí mình làm đây nha. Cho nên mình phải học cái này. Đức Phật ngày ra đời thì ngài tuyên bố cái khổ gốc, nghe cho kỹ nha, khổ gốc là tham ái nha. Cái khổ ngọn là làm ác là ngài giải cho ai? Giải cho mình, ngài giải cho những cái chúng sinh mà mình chứ không phải ngài giải, mà ngài chấp nhận cái định lý. Thực chất ra mình bị phàm phu á thì mình mới thấy cái này là khổ nha. Còn nếu trên đây thì họ không thấy này là khổ. Nói vậy cho quý vị hiểu. Đức Phật với chư vị thánh tăng cũng ở trong cái tam giới này nha, cũng là con người nha, nhưng mà các ngài đã tâm đã giải thoát. Xin hỏi quý vị nghe, các ngài có khổ gì không có tiền không? Đó. Rồi các ngài đi ra đường rồi bị người ta chửi, gọi là nghiệp xấu đổ, các ngài có buồn không? Thấy không? Rõ ràng ha. Cái này là rõ ràng 100%. Như vậy thì cho nên á, có những chỗ chúng tôi nói Đức Phật ngày ra đời thì ngày phủ nhận luôn ba cái nguyên nhân này. Không có. Cái nguyên nhân nhất là vô lý rồi. Thần nào mà có cái quyền năng này, đúng không? Không có thần nào có quyền năng ban phước hay tha tội, mà nếu có ông nội này thì ông nội này ông bất công.
không có chánh trực cái gì đó, nghiêm chánh liên minh gì đó, thấy không? À, không chánh liên minh, ông này không có chánh liên minh. Tại sao? Người ăn không hết, kẻ lành không ra. Nói như đó không, thấy ông nội này là ông tào lao rồi, thằng tào lao rồi, thấy không? Rồi ở dưới này thì không đúng, tại tâm mình nó vô thường. Tâm mình vô thường, mình nói lúc khổ lúc vui thì mình thấy mình khổ nhiều hơn chúng. Tâm mình nó phải mình nếu mà vui bà đó, tâm mình nó thay đổi, cái gì cũng vô thường, cho nên cái này nó cũng không có trường, không biết sao gì. Còn cái này so với các bậc thánh với đức Phật, những người chứng đạo chứng quả chứng thiền sai luôn. Là bởi vì đối với người ta cái nghiệp nó đến đó, người ta chỉ thấy đó là nghiệp thôi. Hay ha, người ta thấy là nghiệp thôi, chứ người ta không, ta thấy đó là cái tác nhân của cái nhân nào đó, cái quả của cái nhân nào đó trong đời trước mà gieo mình đụng phải thôi, chứ không phải là nghiệp thiện hay là nghiệp ác, không phải là vui hay khổ. Còn mình khi nghiệp đến cho mình nhìn này, hãy mà làm cho mình cảm thấy thoải mái, thuận ý mình thấy mình vui, và nghĩ đó là nghiệp thiện, mình đặt ra nghe, đặt ra nghiệp thiện. Rồi cái gì mà làm cho mình thấy khó chịu bực bội không thích, cho nó nghiệp bất thiện ha. Cái thế rồi dựa vào cái này nè, nó có hai cái cảm xúc xảy ra là khổ dạ và vui. Cái mình đi tìm cái vui, hiểu không? Mình sợ cái khổ, cho nên mỗi lần mà hãy tới với mình vui thì mình nói là phước độ xa thú, xa thú ha. Xa thú thì con là khổ tiếp người ta. Rồi cái gì mình nó buồn tới mình, nó nghiệp chỗ. À, cái người khác lại khuyên mình thôi đừng có buồn nữa, ráng đi. À, như vậy thì mình sẽ tạo thành những cái thói quen, những cái nếp mà mình tạm gọi là gì, thường tận ý duyên, thói quen này không biết từ đâu mà hãy nói trời ơi cô đẹp quá cái vui, còn xấu quá cái buồn, từ đâu ra cái khái niệm này không biết, mà cũng là một cái lời để nói này nghe. Một cái lời nói người ta nói mình, người ta chê trách mình cái mình buồn, người ta khen mình cái mình vui. Và cũng cái lời chê trách đó, nếu như người ta đang khai thị cho mình, ta khai thị cho mình thì mình cũng vui luôn. Nói, à, đúng rồi, nhờ sư phụ nói vậy con thấy mới hiểu, con cảm ơn sư phụ, con không buồn. Nó có những lúc mà như vậy, có những lúc cũng cái lời nói chê trách, khiển trách nha, lời nói khiển trách chê mình, nhưng mình lại vui. Như vậy thì khổ đau và hạnh phúc nó chỉ là cảm xúc nghe không? Thì nó mới lọt xuống cái chỗ này, nó lọt xuống cái chỗ mà thấy tâm mình nó thấy vui. Bữa nào mà tâm mình nó vui vui, sư phụ la rầy với con vẫn thấy nó vui nha. Bữa nào mà tâm mình nó không được vui thì sư phụ la thấy buồn á, cái chuyện này quá tức cho con quá, con đâu gì đâu mà sư phụ la vô yên ha, buồn. Như vậy thì cái này đều là ngọn hết, là gốc ở đây. Đó, mình bây giờ là mình học Phật pháp rồi mới từ đây. À, cho nên Hòa Thượng Trụ Trì hay nói câu mà chúng tôi nhớ hoài trong mấy bài pháp là gì? Tham ít thì khổ, khổ ít. Tham nhiều, khổ nhiều. Không tham thì không khổ. Mình thì hai câu đầu, mình cái câu thứ ba là không có rồi. Cái câu mà không tham là không khổ là không có, hoàn toàn không có mình đâu hết. Mình chỉ có hai câu trên câu dưới đây, còn một câu hai thôi, đúng không? Giờ mình xét đi, cái câu thứ ba mà không tham thì không khổ á, thì hoàn toàn không có mình, không có mình. À, mình chỉ còn có cái là ít hay nhiều thôi. Cho nên mình cứ gặp nhau và chúc mừng là anh tham ít, anh sẽ khổ ít. À, xin chia buồn với anh, tại tham nhiều khổ nhiều. À, rồi bây giờ hai câu này cái câu mà tối thượng đấy là câu một. À, còn câu hai này á là câu mình tạm gọi là cái câu này là câu tốt nhất, cái câu này là câu tốt gì? Cái câu cốt gì này á, nếu mà so với cái khổ gốc á thì nó vẫn là khổ nghe. Tại chính thiền là sao, nếu mà không mê
thì không mê mà ngủ trần ngủ dục á, thì cái chứng được sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, cái gì đúng không? Chứng cái thiện sắc giới, hoặc là chứng cái thiện vô sắc sắc giới, thì hai cái tầng thiền này nè. Vẫn nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới, dục giới. Cho nên nó có câu là tam giới như quả trạch hay tam giới nhân thiên đó. Người và trời đó khổ lắm mà, sanh già đau chết thường xảy ra là do còn luân hồi, quán thù lại gặp cầu cảnh đặng, chắc thân năm quận khó buông ra. Như vậy thì khi mà cháy nhà, nghe thì nghĩ nha, khi cháy nhà thì người ở nhà dưới chết trước, là cái người mà phòng hung với mình chết trước. Cái người chạy lên nhà trên chết sạch, cuộc chết chết sạch. Còn cái người mà thông minh hơn chút, ví dụ xin lỗi chuyến thiệt á, trong tâm giới là những cái thiệt chui luôn nước, nghĩ là mát rồi chắc ăn rồi, nhưng mà hồi cháy lên cái nóng quá nước sâu lên người cuộc chết đột nhiên. Hiểu không? Trong căn nhà hiểu gì không? Hiểu không? À, ví dụ như cái người mà nhà biết mà chết trước, cái người đó là cái người khổ, cái người đó là gọi là gì, phước mỏng mà nghiệp dày ha. Cái người ở nhà trên đó là phước dày mà nghiệp mỏng, tức là phước nhiều lắm nhưng mà rồi cũng chết. Anh ở nhà trên thì lửa cháy từ từ lên, anh cũng chết rồi, nhưng mà anh chết sao? Cái anh nhà dưới rồi, cái ông nội chính thiền ông chui vô luôn nước, ông vô cái hồ nước. Nói cho đây chắc ăn nhất này, chạy vô thì mát phải không, lửa gặp nước là khắc tinh, nhưng mà rồi lửa này nó cháy nóng lên rồi nước sôi lên anh cũng chết luôn, lưng hồi luôn. Đại hai vậy. Rồi hôm nay chúng ta học tiếp, ăn bữa chép chép tới đâu rồi? Hôm nay chúng ta sẽ học cái phân loại nghiệp. Hôm bữa là mình học những cái nguyên nhân dẫn đến khổ vui rồi ha. Học rồi đó, tức là nghiệp là nhân dẫn đến lưng hồi ha. Nghiệp là nhân dẫn đến khổ và vui. Thì bây giờ mình nhận thức được nghiệp là nhân dẫn đến khổ và vui để như vậy mình làm lành lánh lánh dữ. Đó bây giờ chỗ này nè, có nhiều người thắc mắc bây giờ con tu sao sư, đó vậy tu đường nào cũng chết, thấy không, chui xuống nước cũng chết, cả nhà chết. Này chỗ này tôi lý giải nha, chứ mình đưa ra là mình cái đề mình đưa ra là mình không lý giải là nào cũng không xong, tức là mình nói bây giờ làm thiện cũng không xong, làm ác là không xong rồi đúng không? Cứ ở nhà biết nhà dưới này là cháy chết rồi, lên nhà trên tưởng sao rồi cũng chết. Bây giờ là con không tạo phước á, con tạo nghiệp thôi con cũng chết. Bây giờ con tạo thì nghiệp mà sao nó cũng chết, hiểu không? Thậm chí kiếm tiền luôn cũng chết đúng không? Thì bây giờ cái lý giải như thế này, mình bây giờ mình cái cảnh giới của thánh nhân là không có, mà nghe cho kỹ này. Ai chánh niệm tỉnh giác ha, sống trong tứ niệm xứ ha, sống có cái tâm của Di Tác thì đó là cảnh giới của thánh nhân đúng không? Nó có từ cái cảnh giới đó. Ai mà sống trong tứ vô lượng tâm á là cảnh giới của Phạm Thiên đúng không? Ai mà sống trong thập thiện á ha, là cảnh giới của Dục Thiên ha. Ai sống trong tham sân si á là cảnh giới của đọa xứ. Hay quá vậy. Thánh nhân là never, không có bệnh đâu. Cái cảnh giới thích nhân này có bệnh không? Không, có mình không còn ha. Rồi cảnh giới Phạm Thiên đâu luôn, never luôn, hay quá. Không có mình luôn. Bây giờ mình có là trong cái dục thiên thì ở đây nó có là sáu cõi trời đúng không, và cõi người đó, cõi người.
Rồi ở đây là bốn cõi khổ. Mình á, là sáu cõi trời. Hiện tại không phải mình rồi. Mình chỉ nằm trong cõi cõi người. Thì trong cái cõi người này nó dục thiên ở đây nó có hai gọi là 50 thiện và 50 ác. Cái cõi người nó vậy nha. 50 ác. Chính vì mình ở trong cái cảnh giới mà 50-50 có lúc thì hiền, có lúc thì dữ, có lúc thì anh hùng, có lúc thì khùng. Mình là vậy đó. Trong ta có lúc anh hùng á, sư cả đây hay nói á, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên ha. Thì gọi là gì? 50-50. Chính vì mình ở trong cái cảnh giới 50-50 á, nghe cho kỹ nha. 50-50 thì mình mới có một cái đời sống gọi là hướng. Hướng gì? Hướng thiện. Đó, tức là mình hướng về cái 50 này ha. Rồi có người thắc mắc bây giờ con hướng gì đây? Con bố thí trì giới vân vân á, con làm những cái gì thiện á, con lại làm thiện không? Rồi theo cái định nghĩa, theo cái nói vừa rồi thì mình có thiện cỡ nào nữa thì cũng chết. Trong căn nhà này mình có chạy lên nhà trên, mình tưởng đâu là ngồi nhà trên nó mát ha. Nhưng mà rồi nó cũng chết. Nhưng mà chúng tôi báo cho quý vị biết là mình phải chạy lên nhà trên. Nghe cho kỹ nha, phải lên nhà trên chứ ở nhà dưới là không bao giờ thoát khỏi cái nhà được. Phải lên nhà trên thì nó mới gần cái cửa. Hiểu không? Nó gần cái cửa thì mình mới hy vọng đó, mình mới thoát ra khỏi cái căn nhà tam giới này. Nói vậy thôi nha, nghe cho kỹ là mình ở trong cái giai đoạn là mình ở cái chỗ mà nó có thể thoát ra khỏi cái căn nhà. Thì bằng chứng á ở đây á là tám thiện đáo, cái quên tám đại thiện, đúng không? Tám tâm đại thiện, năm tâm thiện sắc, bốn tâm thiện vô, 20 thiện siêu thể. Mà muốn đạt được cái năm tâm thiện sắc này và bốn tâm thiện vô sắc này, 20 thiện siêu thế này thì phải lên nhà trên. Tại vì cái con đường mà đạt được đây á, là phải nhờ tám đại thiện, chính xác. Cho nên tại sao nó có tên là đại thiện. Ồ, nghe cho kỹ nha, không chỉ nó biểu thiện, cũng không có trung thiện, nó quan trọng cực kỳ. Tám đại thiện là quan trọng kì. Thập độ nằm ở đây, tứ niệm xứ cũng nằm ở đây, chánh niệm tỉnh giác cũng nằm ở đây, con đường cũng nằm ở đây. Thì cái nhà trên á, mình phải lộ nhà trên thì nó sẽ gần cái cửa thôi đó. Cho nên tại sao Đức Phật ngày mới cái dạy chúng ta là phải làm lành lắm anh chị, thầy khá vậy giờ hiểu ha, biết mình đâu chưa. Nhiều khi mình tưởng đâu mình ở trên ủa gì đó hành thiền được đâu mấy khóa, cái tưởng đâu chứng được thiền dựa vô câu nãy là cái con nãy quan trọng đó, phải ghi dưới vậy đó, gọi là gì? Tư trần bất nhiễm là thành thật. Xét câu này không có mình lẫn tục, đừng mê mới chính thiền. Mê không? Mê quá. Thấy không? Có thể là có lúc quý vị không mê đi, nó 50-50 mà quý vị là người. Còn các loại đỏ sứ là chắc chắn 100 là mê. Đỏ sứ là thua nghe, xuống dưới là thua. Xuống dưới là con rắn nó tối ngày nó chỉ biết đi ăn nhái thôi. Bây giờ có táo một phần đứng nó con đường nó ăn con ưu. Tội lỗi. Nó một đường nó đi, nó 100% nó đi thôi. Nó sống theo bản bản năng cho nên sanh làm người nó phước chỗ cái này gì 50 năm. Hên cho mình đó nghe. Chứ mình lọt xuống mà bốt cái đoạn xứ này nè là tiêu. Không có một chút nào thiện tâm khởi lên. Họ ở trong thiền viện đây mà nhiều khi bồ đề ga nó sừng sừng lên hút chi mà xuống cái địa ngục thì sao? Có lúc nào cái chỗ này là thiền môn nè, thiền môn thanh tịnh nè. Cho nên nó là nó có một câu là mình á, mình hồi nãy mình học á, mình thấy nhân quả rồi mình thấy tham ái, mình nghiệp báo đưa đến khổ vui. Rồi tham ái lên đến khổ, lên đến khổ. Nếu mà nguyên nhân xảy ra sự khổ là tham ái. Cho nên là mình cái dạng 50-50 là gì nè. Ngày nào cũng vệ sinh mà sao con thật sạch. 50-50. Ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong. Ngày nào cũng muốn mong
mà sao vẫn chưa đủ? Ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa. Ngày nào cũng cố ta mà sao vẫn thấy khổ? Cho nên từ cái câu Đức Phật dạy là nguyên nhân thì nói đó là gió nhiều ngọn thì khó nhen được lửa. Câu rất hay. Nhưng mà nhúc lửa đó, dưới quê là nhúc lửa, nhen lửa là nhen là nhúc à. Mà gió quá thì sao mà nhúc, đúng không? Ai mà ngày xưa mà nhúc lửa không? Thời nay biết ga không? Nó biết nhúc lửa là gì? Cái thời của tôi là nấu củi đúng không? Và nhúc lửa. Mà gió nhiều ngọn thì khó nhen được lửa, mà vọng lắm điều thì khó mở được tâm. Xưa nay trong chốn thiền tâm tu nhiều thành ít bởi tâm vọng nhiều. Hay quá ha. À, đó, giờ hồi học đi. Rồi, bây giờ chúng ta ghi cái phần hôm bữa chúng ta học cái nguyên nhân tạo khổ vui rồi ha. Bây giờ chúng ta học qua cái phần gọi là phân loại nghiệp. Dạ, hôm nay mình sẽ học cái phần phân loại nghiệp. Hôm bữa là ba la mã rồi ha. Cho nên ngày Trần Ram á, nó thật sự ra mình đi tìm hạnh phúc á, suốt đời tôi mãi đi tìm á, cố tìm hạnh phúc mà gặp nghìn khổ đau. Thì ở ngoài á, họ đi tìm cái hạnh phúc nó không có đúng đường, không có đúng đường, và họ không có nhận thức được hạnh phúc đó vẫn còn khổ đau, mà không thấy hưởng đâu là hết khổ đau. Cho nên ngài Trần Ram nói rằng là mình đạt được cái điều gì đó, thành đạt cái gì đó, đó là thành tựu cái ước nguyện gì đó mình mong muốn, thì mình đánh đổi cái khổ này sang cái khổ khác. Câu rất hay. Tức là mình đánh đổi cái khổ này sang cái khổ khác thôi. Cho nên cũng dạy gì mình giống như là khi mình chưa có tiền mình nghĩ mình không cần có tiền để mình được hạnh, nhưng mà khi mình có tiền rồi vẫn khổ, đúng không? Cụ thể nhất là ngày, ví dụ ngày xưa ngày mới vào chùa ngày tu á, thì ngày nhìn thấy ông trụ trì xuống trụ trì mà quyền được quá ha, cái gì cũng trụ trì, tiền cũng có, danh tiếng có, quyền lực có, mọi thứ muốn là làm cũng làm. Trụ trì mà hạnh phúc. Mình mới vô tu bị la, bị kiểm trách, rồi bị sai làm đủ thứ. Tu thời gian ngắn, tu thời gian dài 30 năm vô thương mà, thì mấy vị lớn niết bàn hết, viên tịch hết. Tới khi mình lên làm trụ trì, thì lúc mình làm trụ trì á, thì mình lại thấy cái ông mới vô tu là hạnh phúc chứ. Hiểu không? À, nó vậy á, nó làm chồng vậy á. À, con người thật mâu thuẫn á, trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn tới tuổi trưởng thành, làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì đau được kiếm tiền. Cái dạng này dạng quê. Quê gì? Quê rốt, quê tiền. Rồi chúng ta ghi ha, bốn la mã phân loại nghiệp. Theo bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, hoặc là trong Quy Xuất Thiết Mắt Giá và Thành Tịnh Đạo á, thì phân loại nghiệp theo ba khía cạnh, cho nên thành tới 12 cái thứ nghiệp. Khía cạnh thứ nhất á, là phân theo thời gian. Phân theo thời gian thì thời gian thì có những cái nghiệp á, nó trổ quả ngay trong đời sống hiện tại mà chúng ta thường gọi là gì, hiện nghiệp à, hiện nghiệp tức là đích thá thầm mát quê đá ní giác cầm mắt, tức là cái nghiệp mà nó trổ ngay trong
trong cái đời sống hiện tại, trong cái kiếp này á, tức là trong cái đời sống này của mình á, tức là không có nói đời sau thì gọi là hiện nghiệp. Thứ hai là sanh báo nghiệp, tức là Upanna cha về đi ca ni giả cầm mát, tức là nghiệp nó có khả năng tạo quả trong cái đời sống kế tiếp, tức là cái đời sống thứ hai, tức là cái đời sống sau của mình á, thì cái đó gọi là sanh báo báo nghiệp, tức là cái quả báo nó dẫn mình đi tới cái sinh trong cảnh giới nào. Ví dụ như bây giờ làm ác cái kiếp sau mình sanh xuống đội sứ ha, sanh là đội sứ, hoặc là sanh làm người mà trong những cái làm người mà không phải là người, ví dụ như là sanh là dùng biên địa rồi mang thân người mà sống giống như loài thú vậy đó, tức là sanh báo nghiệp, tức là cái quả báo của nghiệp, cái kết quả của nghiệp mà dẫn mình đi tái sanh. Cái này quan trọng đối với mình mong sao cái quả tái sanh của mình nó đi theo cái con đường tốt, thì để mình ráng làm sao để mình có được cái sanh báo nghiệp. Cái nghiệp thứ ba tức là hậu báo nghiệp. Apara para về đi cá ni giá cầm mát. Hậu báo nghiệp tức là loại nghiệp có khả năng trổ quả ở các đời sau, là từ kiếp sống thứ ba, kiếp sống thứ ba trở đi cho tới khi nào nó hết, hoặc là khi nào dứt nghiệp, hoặc là khi nào mình giải thoát luôn, thì cái đó là trường hợp đó là hậu báo nghiệp. Thì mình bây giờ mình sanh ra có thể là cái sanh báo nghiệp của mình nó tốt, được người mà, đúng không? Tức là khi mình được sanh làm người là theo cái tinh thần của Phật giáo á, là mình phải có phước giữ được, hiểu không? Mình phải thấy cái điều này, làm người là có phước dữ lắm, tại vì nó 50-50 mà, nó 50-50 là nó có phước dữ lắm. Tất cả các chúng sinh á, trong các cảnh giới kể cả chư thiên phạm thiên nha, thì cái tuổi thọ đó nó có quy định, nghe cho kỹ, nó có quy định, nhưng mà riêng mỗi người thì nó bất định, lý do là 50-50. Có những cái thời kỳ chúng sanh trong cõi người này sống tới 14 tuổi, sống tuổi thọ dài lắm, nhưng mà rồi có một thời gian chỉ có 10 tuổi thôi. Rồi trong cái kiếp người này, người thì lên đường số, người thì sống lâu, nó bất định lắm. Tức là còn trên chư thiên thì nó có quy định, ví dụ như cái tuổi thọ của cái cõi đó là bao nhiêu thì mình lên đó mình sống đúng như cái quy định đó. Nhưng mà riêng cái ông người này nó bất chừng lắm, thấy đó là mất đó, thấy khỏe cùi cùi đó, tưởng đâu là sống ngon lành, nhưng mà đùng cái qua mài té ra lăn đùng ra chân, nó bất tình rồi đó. Cho nên khi mình sanh ra kiếp người này thì cái sanh báo nghiệp của mình là nó nhờ vào cái thiện nghiệp đó. Chúng tôi hay nói đùa rằng mình đi tu giống như đi buôn, cái này mình nói này, chúng tôi nói này, chứ không phải trong sách vở nói đó. Tức là mình ráng mình đi buôn thì của những cái người đi buôn bán á, kinh doanh á, thì phải ráng làm sao từ quề cho đến lời đó. Tức là quề là sao, tối thiểu kiếp sau của mình cái sanh báo nghiệp phải làm người đó, quyết định như vậy. Mình ráng làm sao, tức là mình phải tính toán chứ, làm không tính thì lính suốt đời luôn á, tính lỗ chứ. Buôn bán mà không tính là lỗ, cái tu mà không tính nó cũng lỗ. Kiếp sau mà đọa xuống bốn đường ác đạo thì quá lỗ, thấy không nè, lỗ quá nhiều, mất cả chi lẫn chài, lời thì không thấy mà dốt cũng đi luôn Nếu lời thì mình sanh lên chư thiên, lên chư thiên để mình hưởng phước, mà chư thiên gọi là chánh pháp á, chư thiên có niềm tin chánh pháp á, tại vì mình kiếp này thì mình có niềm tin rồi, niềm tin nơi nhân quả, niềm tin nơi đức Phật tam bảo, thì sanh làm chư thiên mà chư thiên thiện đó ha, chứ đừng có chư thiên ác nó có chư thiên ác nữa nó khổ rồi đó. Mà báo cho quý vị biết, mình làm người mình ác á, thì mình tạo nghiệp nó có 10 phần thôi, mà làm chư thiên mà ác á là cả ngàn lần. Giống như cái người mà không có quyền á mà ác á, thì nó cái tác hại nó ít, mà cái người mà có quyền chức mà ác á
nó cái tác hại, cái quả nó lớn lắm, nó gây nhiều cái hậu quả ghê gớm. Cho nên thì bây giờ mình tu, chúng tôi hay nói là phải ráng tu là từ huệ đến đến lời. Lời là sanh làm chứ thiên, thế nhưng gì không, cho nó bớt đi cái khổ về thân. Cái thân này khổ lắm, cái gì ngày nào cũng phải nhìn đó. Nói mà cái chuyện tắm không đó, mà tắm hoài mà không sạch á, chứ thiên đâu có tắm. Mình mà không tắm 2-3 ngày thì lại gần sao chịu nổi. Mình còn chịu mình không nổi, đừng nói như người khác. Mình có thấy như vậy là tức là chính bản thân mình, mình cảm nhận còn không nổi, bức rứt lắm. Nếu cái mùa này mà chúng tôi thì cũng thuộc dạng hay ít tắm. Khi chúng tôi ở Ấn Độ, quý vị biết cái này là nói không phải khai xấu mình, nhưng mà cái xứ Ấn Độ lạnh quá đi. Hồi đó mình đọc trong kinh Đức Phật này cho phép vị tỳ khu là nửa tháng không tắm. Qua bển chúng tôi đúng nửa tháng mới tắm, giữ đúng lực luôn. Không thấy nó điều không tin. Tức là cái nồi cơm của mình mình nấu xong mình để đó, mình đi du lịch đâu từng lễ 10 ngày về còn ý nguyên, không hư, lạnh như vậy đó. Mình bỏ tủ lạnh còn hư nghe. Không hiểu sao cái lạnh của tủ lạnh đó, mình để cơm chừng 5 bữa 10 bữa thôi, còn cái này là nửa tháng luôn. Lạ vậy đó. Để bình thường vậy đó, để không cần bỏ tủ lạnh có biết. Cho nên đó là mình tu làm sao, một là lời. Nếu mà tu khéo á, nói vui thôi, nói thì có dạng mà thực tế, nói ngoài kinh điển đó nghe. Chứ đừng có nói ông này tu sao giống như kinh doanh quá chứ. Tức là nói theo thực tế là mình tu mình ráng làm sao mình có công đức để mình sanh chư thiên, cho nó bớt đi cái mình phải thấy được cái thân là khổ cái đã. Chứ mình nhìn cái thân này không khổ, mà nhìn là ái nó mệt lắm. Phải nhìn làm sao cho nó khổ cái đã. Tức là quán thân trong thân, là quán thân trong ngoại thân, thấy cái thân mình khổ, thấy cái thân người khác cũng khổ. Cái này xin lỗi nha, chúng tôi nhìn cái người nữ á, bệnh nhiều hơn người nam. Không có này là mà nói xin lỗi, cái này nó hơi đời thường chút, là mang cái thân nữ bệnh nhiều lắm. Nó nhìn như đó mình thấy bình thường rồi. Mình mang được cái thân nam là đỡ bệnh, nó cũng bệnh, nhưng mà nó mình nói xin lỗi, nói về bệnh mà nói theo cái thực tế đó, các loại bệnh của cả thế gian này đó, thì cái người nữ thì trong cái thân dễ bệnh hơn. Thì tất nhiên thì trong có những người nam cũng bệnh nặng lắm, nhưng mà ý nó là đa phần cái mang cái thân nữ thì nó sẽ bệnh nhiều hơn. Thì nói mình thấy như vậy đó, cơ cực của cái mang cái thân này nè. Mà quý vị biết mình có được cái tư tưởng đó thì mới hy vọng nha, mới hy vọng chứng thiện, mới hy vọng sanh lên chư thiên, mới hy vọng giải thoát. Giống như là mình ở nhà dưới nhưng mà cái mặt của mình nó hướng ra nhà trên, chứ đừng hướng ra sau hè, hiểu không? Cái ý của chúng tôi là phải cái hướng á, cái hướng thượng tâm của mình á là phải lên nhà trên. Thì con đường này nó mới hy vọng là mình thoát ra khỏi cái nhà. Chứ mà còn mình hướng ra sau hè là chắc cứ xe hào riết là sau hè là khổ. Xe hào là biết gì không? Không, ý nó có câu chuyện này đó, là kể cho chuyện vui. Hồi đó có cái anh đánh thương cô này, mà cha mẹ cô này khó quá, cho nên là hai người gặp nhau rất là cơ cực ngày xưa mà. Cho nên này em đặt cái tín hiệu, anh nói khi mà anh bên nhà anh qua nhà em á, thì hai đứa nó hẹn ngoài sau hè, thì để tránh cha mẹ biết á, anh cứ giả cái giọng mèo, anh nói xe hò là cái cô trong nhà biết là sau hè đó, anh tới rồi đó. Ông già bà già trong đâu có biết, chứ bây giờ mình nói ra sau hè là ông già bà già biết sao, nghe không? Ở đại khái vậy, nó vui, công chuyện nó vui vậy. Thì mình trước tiên phải thấy cái thân này là bất tịnh, là quế trượt, là mệt mỏi, là bệnh hoạn, là không đáng để mà mình nghĩ tới. Thì như vậy từ đó mình mới bớt lo cho cái thân này, thấy không? Thì bớt tham đi, tại mình tất cả cũng mong cho cái thân này thôi. Mình sợ bệnh nè, sợ chết nè, sợ cái thân này nó khổ nè, cho nên mình mới làm bao nhiêu là mình hơn thua, mình tranh chấp, mình bon chen là cũng gì cái thân. À, phải thấy cái thân này, đầu tiên phải thấy nó trước. Như vậy thì mình bắt đầu phải sanh ra cái gì? Nhàm chán được, mới ly tham được. Thì nếu mà mình không nhàm chán thì không bao giờ chứng thiền. Còn mê mà sao chứng thiền? Phải nhàm chán rồi đó, thì mới ly tham, rồi mới tịnh, mới đoạn diệt. Nó cái tính tình nó đi vậy đó. Mình bây giờ chưa nhàm chán là muôn đời không bao giờ ly tham. Đọc trong kinh Tụng Trạng đó,
phải không? Vị tỳ khưu đó, quán sắc thân này bất tịnh như đó đưa đến gì? Nhàm chán. Nhàm chán ở đây là thấy bằng chánh kiến, chánh tư duy á, chứ không phải chán cái kiểu mà no nê rồi chán. Có nhiều mấy ông lấy vợ xong về mấy ông muốn chán thấy buồn nổi, nhưng mà cái đó là gì? No nê rồi chán, nó khác, thấy không? Còn nhàm chán đây là thấy như chân như thật, thấy như vậy thì mới hy vọng là mình thoát ra khỏi cái thân này, tức là lời sanh lập chư thiên. Và tối thiểu là phải quỳ vốn đó. Quỳ vốn là gì? Sanh lại làm người, mà người để tiếp tục tu nghe, chứ mình chọn cái 50 mà thiện á, 50 lên á, chứ đừng chọn 50 xuống, tức là người nó cũng dễ vui lắm á. Đó, tu làm sao mà nó phải lời, chứ đừng có lỗ, tối thiểu là quỳ. Cái này chúng tôi cũng nghe nói là chúng tôi không biết là nó thật hư sao, nghe nói ở dưới địa ngục nó có cái chỗ để dành cho người tu. Nghe cho kỹ nghe, cái này không có nói chơi được, là cũng nghe nói lại thôi chứ cũng không biết trong kinh nào, là cái chỗ đó nó có một cái ống đồng, cái ống đồng để mà mình hay làm cái ống dắt y á, cái ống tiếp á, tiếp là cái y thầy phơi phải lộ đó, tức là mình hay gắn cái ống thép á, cái ống sắt á, từ đấy cái phòi quay cầu kia để mình mắc quỷ lên á, mấy xưa đi về có cái mắc quỷ lên, thì nghe đâu chừng đâu cái ống đồng nó to lắm, cái ống đồng để mà mắc y á, móc y á, mà đến cái thời kỳ trước á, thời kỳ mà Đức Phật á, thì cái ống đồng nó đã quằn rồi. Quằn là sao? Tức là cái người tu mình xuống dưới nhiều quá, đúng rồi. Rồi cái ông mà Dr. Sarao á, ở chúng tôi học Ấn Độ, ông có cái nhìn này hay lắm, mình nhìn mình sợ lắm, tức là mình dùng trí tuệ mình quán mà. Thì cái ông giáo sư này á, ông xuất thân từ Ấn Độ mà cũng Ấn Độ, thì ông ảnh hưởng cái tư tưởng Bà La Môn, thì những cái giai đoạn mà giai cấp phân biệt á, thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý, mà cái gì mà nó được gọi là tôn quý quá theo cái pháp thế gian thì nó lên quá rồi nó càng đi xuống theo cái hình xin á, học có học á, lên đỉnh rồi nè thì cái tù thôi, cái hết đường hết rồi. Cái thời kỳ mà các sư các thầy các vị Bà La Môn mà được vua là cao nhất rồi, mà còn lại ví dụ này còn để, cho nên là lên tới đỉnh tối đỉnh của trần gian rồi, thì thường thường đó là khi mà nó lên tới đây rồi nó lại xuống xong nó lại lên theo cái hình cuộc đời vậy đó nha. Thì xuống thì ông mới nói vậy này, ông mới nói vậy nghe quả này cũng đang nói vậy quả, thì ông nói là các vị Bà La Môn á, cái người tu á, như cái từ người tu á, cái người tu thì thường mặc Bà La Môn là áo vàng ha. Thì ông mới nói rằng là ở bên Ấn Độ thì nó còn có chăn nuôi, mà mình thời ngày xưa cũng còn cái chăn nuôi cái bò đó, thì nhìn ra một bầy bò lông vàng không à, bò thì phải đi kéo xe rồi cái cài ruộng rồi, thì cái người tu mình á, mình nói được nhân quả, nếu như mình không khéo thì mình lại mất nợ, em mất nợ thì mình tu không khéo thì mình sẽ thành những cái con vật đó để mà mình trả nợ, đi cài đi kéo rồi đi rồi lấy thịt cho người ta phục vụ cho nó lại, tức là già chết rồi nó lấy thịt bò nó ăn rồi nó phục vụ, tức là mình sẽ trả lại cái nợ. Thì ông nói cái ý đúng lúc thời gian thiên ăn, tôi chỉ hiểu ý như thế thôi, tức là nhìn ra cái bầy bò nó không biết cái người tu nào là mình ở trong đó, phải tập nghĩ vậy. Nếu mà tu không tốt á, thì mình có thể là một trong những con bò ở ngoài cái đàn bò ở ngoài ruộng. Còn chúng tôi về, chúng tôi suy nghĩ khác, nó cũng là những nhân quả. Chúng tôi suy nghĩ như thế này, chúng tôi ngồi dự lễ nhân y á, nhân y cái tháp mình nè, thì kêu tăng, tên là kêu tăng, rồi tới tu nữ, người tu á, mình nói là người tu nha, rồi ở dưới này là Phật tử, Phật tử thì quỳ hướng lên để mà dính nội y bát rồi phát bạch rồi lại rồi nói chung là cúng dường cho lên đây, thì theo luật nhân quả đó, chúng tôi suy nghĩ là kim tăng với tu nữ là mình đang thọ hưởng cái sự cúng dường, thì chắc trước đây là mình cũng là
là Phật tử mình mới đi chùa rồi mình cũng làm phước rồi mình cũng dâng đi nhá. Bây giờ bắt đầu mình cái phước mình đổ thì mình mới lên đây mình ngồi mình hưởng. Rồi cái người này á, mỗi lần đi họ đi chùa họ đi trong tâm họ là phải nói là tỉnh tính bất tận, chùa nào cũng đi mà đi làm phước liên tục, vừa sức vừa tu vừa công đủ thứ. Thì thời gian sau mà hết cái kiếp này thì kiếp sau sanh ra họ lại làm tu nữ hoặc là chư chư tăng, còn chư tăng với tu nữ là lại xuống xuống đây. Nhưng mà nó cứ làm quần vậy thôi, hiểu không? Nó theo cái lực nhân quả, tại phước hữu lậu mà nó xoay quanh thôi. Giống như mình mới vô chùa thì mình chút tiểu, nhưng thời gian mình tu lâu mình lên làm trụ trụ trì, rồi các trụ trì đó ví dụ như ổng tịch đi, kiếp sau ổng sanh ra làm người nhỏ thì bây giờ chút tiểu chứ đâu vô làm mà hưởng được luôn. Cũng phải vô từ cái thời mà đi quét sân rồi học từ chữ Nam Mô Ta Sa rồi bước thăng thăng ngay xa mít rồi nó mới lên làm quạt mà được. Thì mình nói theo cái là tuần hoàn của nhân nhân quả. Tức là mình ngồi trên đây, mình nhìn xuống đây thì mình có một sự liên tưởng rằng là chắc là trước đây mình cũng phải dưới đây. Mà chúng tôi suy nghĩ là Phật tử thì họ làm cho là phước cho cái tâm là thiện tâm, cho nên đó hả, họ tạo phước. Ví dụ như buổi sáng vô làm lễ thì 7 giờ rưỡi 8 giờ là họ chuẩn bị họ ngồi rồi, nghe kỹ là ngồi ngồi chúng tôi đã bảo, tôi bảo xong ra bắt đầu họ nghe pháp, họ nghe pháp xong cái họ ra họ nhiễu Phật, rồi xong cái là họ mới lên dâng đi cái thi nát nhé, cúng dường cho ta. Còn mấy ông sư với tu nữ thì đợi đến cái giờ lên họ dặn thôi, không làm cái công tác này. À, ví dụ như mình cũng không có nhiễu Phật, mình không có tụng kinh, mình không có gì hết, chỉ lên mình tới cái gì họ lên họ nhận thôi. Mà ngồi họ nhận nhiều khi nó có khoảng chừng 30 phút hay là 45 phút gì đó, mà dò cẳng nó tê mấy sư thì nhất mỗi lúc mà ta ngồi từ cái thời từ hồi 8 giờ rưỡi sáng cho tới là 11 giờ trưa mà đến chừng ra ăn á, ra thọ thực á thì chư tăng là được hưởng một chút trước à, thấy không? Còn chúng Phật tử ví dụ cũng sao thì mình tạo gọi đây là đây gì đi hưởng, đúng không? Hưởng phước. Còn đây tạo tạo phước hưởng thì nó cứ trong cái kiếp này mình hưởng thì cái sau mình còn phước nữa thì tiếp tục mình hưởng nữa. Nhưng mà rồi cứ vậy hoài thì năm này qua năm kia, kiếp này qua kiếp kia thì nó sẽ mòn hết. Hết thì bắt đầu mình sống quen rồi, mình quen với cái thiện pháp rồi, là mình thấy mình thiếu rồi đó, là mình chạy đi, mình sanh là Phật tử, là mình đi đi tạo. Còn mấy người Phật tử này hãy đến đây thôi, họ đi dù thời gian này họ kiếp nào đó họ sanh ra xuất gia là nó cứ gì vậy? Thì là cái dòng gọi là gì, dòng lớn luân hồi lẫn lẫn quẩn nhân quả. Còn bắt đầu hết á, mình nghĩ vậy đi chi? Thứ nhất là mình không có ghen tị, cái tâm là ghen tị ghê đó. Mình thấy người ta làm phước nhiều quá mình cũng ghen tị, mà thấy người ta hưởng phước nhiều quá mình cũng ghen tị. Ghen tị ghê đó. Mà hãy ghen tị á, thì theo như trong kinh nói á, là mình sống với cái tâm mà ghen tị không tùy hỷ á, thì sao này sau này mình đó là gặp thù như phần bạc. Mà thù nhiều ông bạn có nghĩa là quan mặt trái, hiểu không? Mặt trái à, xin nghe gì vậy? Khỏe, đang dạy học ở chợ ở đang dạy học rồi lên xong trực tiếp với ổng ngồi sư chị dạy rồi. Điện thoại nhiều chuyện, hỏi chuyện hòa thượng trụ trì. Giờ trên mạng nó rùng beng quá rồi, trên điện thoại mình nó reo rồi, người ta cứ tưởng cái chuyện gì mà thấy người cũng quan trọng để hỏi trụ trì.
tôi sẽ gọi gặp trụ trì luôn chứ gọi trụ trì. Rồi thì bây giờ là gì đó phân loại nghiệp ha, bây giờ mình cứ học từ từ, bây giờ viết đi ha. Đầu tiên là theo thời gian thì có bốn, theo thời gian có bốn loại. Thứ nhất là gì? Hiện báo, báo nghiệp. À, chúng ta ghi số 1 là hiện báo nghiệp. Viết Bali không? À, mình có cần viết không? Viết luôn đi ha, viết nhiều chữ đẹp. Đít tháp, thăm má quê đá ní giá, quê đá ní giá cầm má, đít tháp. Rồi đi, viết từ từ. Còn thời gian dài lắm. Đít tháp thăm má quê đi cá cầm má. D I hai chữ T, hai tờ chấm ha. Đít tháp thăm má quê đi cá cầm má. Quê đá ní giá chứ, xin lỗi, hai quê đi cá. Quê đi cá là cái chữ quê đi quê đá ní giá. Quê đá ní giá cầm mắt. Một đó. Thứ hai là sanh báo nghiệp. Upanishad quê đã đi giá cầm mắt đi hậu báo nghiệp là a phá ra bốn cây từ đó ha. Bây giờ hiện nghiệp chúng ta biết rồi phải không? Tức là chúng ta ghi gì? Thứ ba đó, apara, apara, apara. À, thứ ba là hậu báo nghiệp. Thứ tư là vô hiệu nghiệp. À, vô hiệu á, vô hiệu quá đó. Vô hiệu nghiệp. Cái nghĩa ha, chúng ta ghi nghĩa không? Cái nghĩa của hiện báo nghiệp là kết quả trong đời sống hiện tại ha. Tức là trong cái đời này đó, tức là có thể trẻ mình làm mà già mình trả thì cũng là hiện, tức là nó trả sao trong đời sống này của mình á, là gọi là hiện nghiệp. Còn sanh báo nghiệp là cái đời sau, tức là cái sanh thú của mình á, ví dụ sanh làm chư thiên á, sanh làm người, sanh làm chư thiên á, thì cái đó gọi là sanh báo nghiệp thiện. Mà đời sau của mình xuống bốn cõi khổ á, là sanh báo nghiệp ác. Đó vậy đó. Mình làm ác á là đời sau mình sanh xuống cõi khổ. À, đó là sanh báo nghiệp. Hậu báo nghiệp là từ đời thứ ba, tức là sau khi mình sanh ra rồi ha, sanh ra rồi mà ví dụ như đời trước của mình sanh qua đời này á, là do sanh báo nghiệp thiện đó mới làm người. Nhưng mà trong cái kiếp làm người này nè, mình gặp nhiều điều không may lắm.
thì cái nghiệp này không phải là sanh báo nghiệp, mà nó là gì? Hậu báo nghiệp. Mình hưởng ở đây là toàn là hậu báo nghiệp, có nghĩa là không phải mình gieo trong đời này mà đời nào á, gọi là tiền nghiệp quá khứ á, của mình á, đời nào á, bây giờ mình phải trả, phải gặp quan gia đó, quan gia kiếp nào không biết. Thì mình nhìn như vậy thì mình khổ lắm. Nếu mà mình có trí tuệ chứ, mình nhìn nó là nghiệp thôi, là của mình rồi thôi, không đừng có thèm nghiệp thiện hay nghiệp mà bất thiện nữa. Cái nào đến cũng là của mình hết. Ví dụ như hai vợ chồng đến với nhau, ở trong thời gian cái ông chồng nói, không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà tôi gặp mới gặp bà. Cái ý của ông là bà đến là ông trả nghiệp. Bà ơi, bà nói tôi cũng vậy, không biết kiếp trước tôi tạo cái gì mà tôi gặp ông. À huề đó, mình nhìn tức là anh ông nghĩ tôi gây cho ông đau khổ thì ông cũng gây cho tôi đau khổ, cho nên mình là gọi là làm khổ nhau đó, dùng từ là làm khổ nhau. Cho nên bây giờ người tu làm khổ nhau chi hả? Quý vị mình tu rồi đừng làm khổ nhau. Mình thí dụ như mình lên đây mình học, đừng có gây áp lực cho mấy người dạy. Hiểu không? Làm khổ nhau chi? Thấy vậy. Rồi người dạy cũng không có gây áp lực, chứ người học cũng cần quý vị trả bài, trả dở gì hết này, tức là cho thoải mái luôn. Người tu mà làm khó nhau chi? Cứ thoải mái. Chứ mà đi học thì sợ trả bài, sợ lắm. Cái này chúng tôi nè, hồi đó chúng tôi học ở trên học viện á, lúc mình làm sinh viên mình ngồi mình học á, mà mỗi lần cái ông thầy dạy tiếng Anh với tiếng Hán, nhất là tiếng Hán, ông đi xuống tới mình là mình run à, tại vì mình đâu có viết được cái chữ Hán đâu, nó nhiều nét quá, có chữ viết được có chữ viết không được, mình cũng không chịu học bài, làm biết học bài, mình lại không thích học chữ Hán nữa. Ông tới cái ông kêu thầy lên viết cái chữ đó, cái là run. Cái chúng tôi học là năm 97. Sau khi học xong cái chúng tôi đi qua Ấn Độ trở về cái năm 2005, là sau đó khoảng 8 năm, cái chúng tôi được mời lên đó dạy. Cái khi cái ngày đầu tiên chúng tôi lên dạy, chúng tôi cũng nói với sinh viên, nói lạ thiệt, ngày xưa cũng cái trường này, cũng cái lớp này mà chúng tôi ngồi ở dưới ấy, cũng rung, bây giờ lên đây đứng đây cũng rung, lên dạy là cũng rung đó. Cái áp lực của mấy sinh viên. Mà chúng tôi xui á, là ngay cái thời kỳ chúng tôi vô dạy á, là cái thời kỳ gọi là thay đổi cái quy chế của trường. Lúc đó thầy Lê Bình Thác, thầy lên thầy điều hành, và thầy thì bệnh, thì thầy Lê Bình Thác muốn tạo điều kiện cho những Phật tử á, người mà ở ngoài mà có cái trình độ rồi mà ham học về Phật học đó, thì được vô học. Thì cái năm đó, năm đầu tiên cái khóa đó là khóa đầu tiên mà có sinh viên ở ngoài vô học. Mà sinh viên ở ngoài á, thì mấy ông mà ham học thì mấy ông cũng đã từng có đại học rồi, mấy ông cũng từng ấy hết trơn, là có tuổi khoảng chừng hai mấy ba mươi hết rồi. Mà ông đi học, ông mặc toàn đồ vest hết, sách cặp táp nữa, mà lên ngồi hàng đầu tiên nữa. Chúng tôi cái bữa đầu tiên lên dạy, chúng tôi gặp, chúng tôi tưởng đâu là bộ giáo dục cử gọi là cán bộ vô ngồi để mà giám sát á, giống như là gì, giám thị thanh tra coi cái giáo dục của mình có chất lượng hay không. Trời, nó càng rung dữ nữa, nó xui ngay cái thay vì mình thì mình ráng mình bám sát cái đề cương mình dạy xong cái ra chơi cái mình nó mong men, mình hỏi sinh viên, hỏi năm sáu ông ở phía trên đó là mặc đồ vest luôn á, tất cả đã vát được mà nghe, rất là nghiêm túc lắm. Ủa, bộ cử nhân viên vô vụ giờ hả? Cái mấy thầy không có học sinh đó, trời ơi, ơi học sinh mà đóng vai phụ huynh sao tao chịu nổi. Thầy lên ngồi nghiêm như này, ngồi ngay hàng đầu luôn, ngồi quý một hàng, ngồi năm sáu ông mà đồ vét sức tất cả đã bắt, mình ở trên mình nhìn xuống trời ơi, nó càng hồi hộp dữ nữa. Không phải gì mình sợ làm hư chuyện lớn,
Tại vì lúc đó là trường đang xin bộ giáo dục để xác nhập, trực thuộc cho bộ giáo dục, nó có cái giá trị. Mình cứ lúc đó đang nộp hồ sơ gì đó rồi phải nộp thành phần giảng viên rồi giáo trình dạy học rồi các môn các gì đủ thứ hết, tức là mình đang là nộp cái bộ hồ sơ để mình xin. Mình cứ quan toàn mình nghĩ là bộ cử là nhân viên các bộ vô đây ngồi dự giờ xem coi cái học hành như thế nào. Hình mới hôm nay không ai dự giờ hết, cái dự giờ là cũng hồi hộp. Rồi sanh báo nghiệp ha, rồi hậu báo nghiệp tức là trổ quả từ đời thứ ba. Mình dùng cái từ đời thứ ba trở về về sau, nhưng mà chúng ta phải hiểu với cái hậu báo nghiệp như thế nào. Những cái nghiệp nào mà nó không đủ, mình làm gọi là không đủ lực để mà nó trổ trong cái đời này, thì nó sẽ trở thành sanh báo nghiệp, hiểu không? Cho nên bây giờ mình cứ làm ác đi, mình tưởng là ngon, tại nó trổ không nổi, ha, nó trổ không nổi, nó không đủ sức trổ, thì nó sẽ xuất hiện trong cái lúc mà mình gần chết. Gần chết cái nó hiện ra. Có những người mà chúng ta nghe nói thôi nha, những người mà sát sanh á, như làm gà, làm heo, làm vịt gì đó mà gần chết thì nó kêu giống người, cái tiếng kêu giống như heo vậy đó, rồi là do cái ám ảnh đó. Thì lúc đó nó sẽ dẫn dắt mình đi qua cái cảnh giới khổ, thì nó sẽ biến cái vô hiện nghiệp trở thành cái hiện nghiệp trở thành là sanh báo công nghiệp. Ví dụ qua đời sau mà nó không trả được cho cái đời sống kế của mình á, thì nó sẽ trở thành hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp sẽ nằm hoài đó, nó chờ cái hậu nghiệp ghê lắm, nó giống như trực chờ vậy. Nó trực chờ khi mà mình sảy tay sảy chân ha, mình rơi xuống bốn đường ác đạo, thì lúc đó đó là cái môi trường tốt nhất để cho những cái ác nghiệp mà mình tạo lâu nay mà mình ngờ rằng là nó không có chỗ, nó sẽ ra tính sổ với mình. Giống như là cái nơi ẩm thấp nhất, meo móc nhất, là đủ điều kiện để cho là các cái con côn trùng nó sanh ra. Bây giờ ở nhà mình cứ quét sạch hoài làm sao mà côn trùng ra được, đúng không? Rồi mình thử lúc nào đó mình sơ xích miếng giường của mình mà mình không chịu mà làm cỏ, mình bỏ qua, mình không trồng hoa cho nó, rồi bắt đầu nó trổ ra, điều kiện nó trổ ra. Thì cái điều kiện mà sanh xuống dưới bốn cõi khổ là cái điều kiện tốt nhất, tốt nhất mà ở dưới lâu dài nhất để mà trả. Tại vì nghiệp nó cấp số nhân không à, đúng không? Ví dụ như mình làm một cái phước thì mình được 500 lần công đức, thì nghiệp mình làm một cái thì nó phải có 500 lần cái được trả. Cho nên tại sao ở dưới địa ngục lâu vậy, hiểu không? Mình nghĩ ủa nghiệp đâu mình trả dữ vậy ta, hiểu không? Mà chui xuống dưới ở là tính ác đăng kỳ, ở địa ngục mình tính ác đăng kỳ nha. Cho nên mới sợ, nghĩ gì thì mới sợ, đừng có tạo nghiệp nữa. Xuống dưới là tính bằng ác đăng kỳ, mà từng giây từng phút chứ không phải ở là mấy chục năm đâu. Ở bằng cái kiếp người thì quá khỏe, tính bằng ác đăng kỳ, tức là chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại, cứ tái sanh rồi sống lại trong địa ngục, nó phải trải dài bằng a tăng kỳ đó. Thì mới hỏi tại sao những ác nghiệp mà mình chửi người ta lâu nay, một số yếu ru vậy, mình chửi người ta nhiều khi còn xuống nữa, xuống dưới tinh thần mình nó gom lại nó bao nhiêu nợ nần ân quán nghiệp chướng gì đó, xuống dưới nó giải quyết. Mình phải ở dưới một thời gian dài rồi mình mới thoát khỏi địa ngục, mà không phải trực thẳng lên người người đâu nha, đâu phải lên đây dễ đâu. Từ địa ngục mới sanh qua làm ngạ quỷ, đó là do những cái tâm mà ganh ghét rồi hãm hại rồi không muốn cho người ta ăn đó ha, người ta ăn mà mình thấy không vui đó ha, người ta ăn thì kể cha người ta ngon thì kể ta khỏe, ta ăn mà mình ngồi mình nói mình ăn không được, tại răng mình rụng hết rồi, sao các bà nó ăn ngon quá tôi ăn không thấy ngon gì hết, hiểu không? Nó nghiệp nó đổ rồi đó, nó đổ rồi, nói suy nghĩ mình không tạo nghiệp khẩu thì cũng tạo nghiệp ý, cái tâm mình nó hạn hẹp mà, đúng không? Cái tâm mình nó hạn hẹp rồi thì bắt đầu người ta ăn mình cũng không ưa, thậm chí người ta đi có mắc mới tới mình đâu mà cũng thấy ghét, nó ngộ vậy đó. Thì cố đi xuống dưới bắt đầu nó trả bớt cái đó, bắt đầu sanh làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ một thời gian trả tiếp rồi mới chuyển sang súc sinh, nó không phải từ ngạ quỷ mình lên làm người liền đâu, hiểu không? Nó qua súc sinh, rồi súc sinh là nếu mà nghiệp này còn nặng á, thì từ các loài mà khổ nhất cho tới các loài đỡ khổ,
tới cái, là các cái loài mà nó gần là người mình, thậm chí xin lỗi là gà, vịt, chó, mèo đó. Từ đó mới chuyển qua đây, mà qua đây cũng không có được ngon lành gì đâu, ngơ ngơ ngác ngác, sáng cái đầu sủa, tại chối quá, phải không? Sáng cái tự nhiên kiếm chuyện sủa, sủa bó bó rồi đó, thấy không? Đó nó vậy đó, cho nên nó khổ thiệt, bắt đầu nó trở thành cái người bình thường như thế này là phải nói là quá trình. Cho nên mới có cái ví dụ là rùa mù dưới đấy là vua. Thấy ghê vậy? Ủa sao làm người khó ghê vậy? Đâu có dễ được, rất là khó. Nó chuyển nghiệp từ từ đó. Cho nên cái câu mà Đức Phật nói từ một cái loài chúng sanh ở dưới địa ngục mà sanh lên làm người đó, nó khó như là rùa mù đại dương. Hiểu không? Chứ không phải những chúng sanh mà sanh lên làm người khó. Mình là có cái phước làm người rồi. Ví dụ như mình là kiếp sau là dễ làm người lắm. Tại cái phước làm người mình nó còn, cái trớn á nó còn. Chứ bây giờ cứ thử nghĩ mình là cái loài súc sanh qua đây là hơi khó à, đúng không? Mình bây giờ mình cũng còn lâu lâu mình cũng ớn ác, nhưng mà cũng sợ nhân quả, mà cũng ráng tu, cũng ráng niệm Phật, chửi nhưng mà cũng niệm chửi mà tu thì tu đó cho nên mình mới còn có một chút 50-50 đó ha. Thôi thì hết giờ rồi, mình học ít mà hiểu nhiều ha. Hôm nay là mới học được có cái gì phân loại lợi nghiệp theo thời.